Những ngày giáp Tết, hàng chục bạn trẻ trong câu lạc bộ Trái Tim Hồng của trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức nhặt rác thải bao ni lông dọc các tuyến kênh rạch sông ngòi trên địa bàn thành phố Đồng Hới đưa về điểm tập kết rác thải. Nơi được câu lạc bộ Trái Tim Hồng tập trung nhiều nhất là tuyến kênh từ phường Hải Thành đổ ra sông Nhật Lệ. Tuyến kênh này tập trung đông dân cư hai bên kênh nên lượng rác thải người dân xả xuống bờ kênh khá nhiều, gây mất mỹ quan. Trong khi đây lại là tuyến đường tập trung khá đông khách du lịch, nếu không dọn sạch rác thì không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố trong mắt khách du lịch. Ngoài ra, nhóm này còn chia thành tốp đến nhặt rác thải tại các khu vực khác trong thành phố như khu bờ kênh xung quanh thành Đồng Hới, bờ sông Nhật Lệ chạy dọc ra cửa biển. Việc làm ý nghĩa của những bạn trẻ đã góp phần cho thành phố du lịch Đồng Hới thêm sạch đẹp trong những ngày Tết.